Mình Trước mình tới cái bài nghe này rồi đúng không chị? đúng rồi. Dạ, mình ở nhà có tự đọc được chưa? À, mình cũng đọc đấy, mình nhưng mà mình đọc chậm thì mình đọc được, Dạ. mình đọc nhanh mình đọc nó bị không được lắm. À, không, chị cứ thử tăng tốc độ lên đi nha. À, chị cứ Ok. thử nhái y chang người ta đọc đó là ok à. Bài này, mấy cả cái bài này mình nghe vẫn cảm giác kiểu nó không không nghe được mấy. Không nghe được hả? À. Nối nhiều, nó Dạ. nối nhiều, không tức là không phải là nối nhiều mà nó có một số từ mà nó bỏ đi trong quá trình mà đọc ấy. Dạ. Nếu bỏ cái phần chữ đi mà mình chỉ nghe không thôi á là mình cũng nghe được. Dạ. Bài này mình chỉ 4%. Dạ. Ok, không Ừ, sao. nó có thể nghe. Giờ mình sẽ quay ngược về lại cái nó đọc chậm hơn cho chị nha. Nha. Rồi, alright. Bây giờ cái này thì thôi, mình kết thúc cái chủ đề này ở đây cũng được. Rồi bây giờ em quay lại cái chủ đề dễ dễ hơn nha chị một chút nè. Thì cái bài mấy cái bài này á, cái nội dung người ta sẽ chậm hơn nha. Cái bài nghe người ta nó chậm hơn. Thể to be này nọ chị chia được ổn ở định hết rồi đúng không? Đâu cần gì phải nói nữa. Nhưng mà chị sẽ có những cái bài nghe để cho chị luyện nghe này. Nó sẽ chậm hơn cái bài kia một chút. Đấy, bài đó thì cũng khá là nhanh, cũng nhanh rồi đó. Rồi. Để em tìm chút nha. Đi rồi. Đây. À, đây. Để em thử xem bài này chị nghe có ổn không nha. Một, Ok. bảy. Page 5, Exercise 7, Conversation. How's it going? Listen and practice. Hey David, how's it going? Rồi, câu đầu tiên là gì chị ha? How's it That's right. Câu đó nghĩa là gì chị? going? How's it going? Tức là bạn đang đi đâu vậy? À, how, where are you going mới là bạn đang đi đâu đúng không? Rồi. Câu này á, thí dụ em trả hỏi how's it going? Cái người ta nói là oh, I'm doing well, how about you? Vậy suy ra câu này nghĩa là gì? Vậy là bạn hôm nay bạn thế nào? À, that's right. How's it going? Thế nào rồi? À, à. Rồi, next. Mình có là... Hey David, how's it going? Fine, thanks. How are you? Fine. Yeah, phải phản. Phải phản thì nó sẽ hơi thiếu. Thiếu gì chị ha? Fine. Phản. Như vậy đã đủ Fine. chưa? Thank này, thank ai? Thank you. À, thank you. Thường thì mình sẽ có thank you. Nếu mình không thank you thì mình sẽ rút gọn nó lại thành Thanks. thanks. Đấy, mình thiếu chỗ sờ đó. À. How are you? Fine, thanks. How are you? Pretty good. Rồi, chỗ này người ta nói gì chị? Tên nó là pretty good. À, pretty, cái chỗ mà khá là khỏe đó chị. Thì chữ đó mình viết làm sao? P I T T. À, ETT. Rồi gì nữa? Yeah. Y dài. Rồi, why? Why? Vậy thì chữ này mình nghe coi nó là pretty hay là pretty nha. Pretty. 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 Yeah, pretty. Pretty. Ở đây. Pretty good. So, Rồi, bà nói sao chị? pretty good. Yes, pretty good. And Are your classes interesting this semester? are your classes như thế nào? Interesting this semester? Interesting. Yes. Interesting. Interesting là hào hứng hay Interesting. là thú vị chị? Thú vị. À, đây. Ha, thú vị. Đấy, interesting. Còn exciting mới là hào hứng ha. Rồi. This semester. Semester thì một năm mình có hai semester. Từ tháng 8 cho tới tháng 12 và từ tháng 1 cho tới tháng 5. Vậy semester là gì á chị? Mùa. À không. Semester của con chị đi học á. Có hai À, semester. học À dạ. kỳ Yeah. À, mà thường mình gọi là term á nha. trường. Dạ, yeah, nó bằng term á. Đấy. Gọi là học kỳ. And next. Yes, they are. I really love chemistry. I Môn gì á really chị love ha? Rồi em cho chị coi cái subject nha. Giờ mình có môn toán là gì chị?
Mathematics. Mathematics, right? Đọc ngắn gọn là math. Math. Rồi. And ở trong này nó không có, để em tìm khác. Math nè, rồi. Cũng không có luôn. Toán thì có rồi đó, những cái môn mình đang tìm thì nó không có. Rồi, thấy rồi. Rồi, geography là hỏi như chị có bản đồ này. Đi là địa. À, art. Art là môn nghệ thuật. À, nghệ thuật, mỹ thuật. Literacy. Literacy là lịch sử. À không, literacy hả? Giống ngữ văn, literacy. Ngữ literacy. Nó là cái gì ta? À, đọc viết. Ha. Đọc viết. À. Rồi. Đọc viết. Giờ em mới biết á. Rồi. Rồi. Cái này đi, chemistry là môn gì đấy chị? Môn hóa. Dạ, yeah, chemistry, physics. Dạng giống như là physics là vật lý. À, lý ha. Biology. Biology là sinh học. That's right. Drama. Drama. Drama là diễn lên diễn ở trên sân khấu á, kịch á ha. IT nè chị. IT nè. Cái đó là công. IT. Cái gì nhỉ? Công information, thông tin này, công nghệ thông tin. That's right. Physical education, người ta hay gọi là PE, giáo dục gì đây? Giáo dục thể chất. That's right. Giáo dục thể chất. Vậy thì trong này what are they mentioning? Of chemistry. Chemistry. You love chemistry. Chemistry. À, môn nào trong mấy môn này? Cho chị cái hàng này nè. Đấy. Right. Let's see. Là hóa. I really love chemistry. Chemistry. There is chemistry. À, chị sợ nghe đây nè. À, chemist. Chemist. Chemistry. Rồi chị đừng rút lại tì lưỡi vô hàm răng dưới. Chemistry. Chemistry. Yeah. Chemistry. Chemist. Cứ bình thường thôi. Chemistry. Chemistry. Right. Chemistry. Chemistry. That's right. Love chemistry. Next. And chemistry. Are you and Beth in the same class? In what? Are you chemistry? Same class? Có thể bật lại. Are you and Beth in the same class? Are you and Beth? Chemistry. Are you and Beth in the same class? Are you and Beth in the same class? Same class là gì chị? Same class là nó. Same này là same xấu hổ hay là same giống nhau? Giống. À. Giống nhau. Thí dụ như hai chữ này mình sẽ phát âm khác nhau chỗ nào chị? Hát âm ở chữ sờ. À. Chữ đầu tiên sờ này đọc sao? Thế sờ đầu tiên đọc là S. Rồi. Chữ này ha. Same. Bên same. 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 Yeah. Same. Rồi. Còn cái thứ hai. Đọc là rút lưỡi lại ha, đừng để cho nó dính vô cái răng nào hết ha. Xong cong cong cái lưỡi đó. Shame. Yeah. Shame. Đúng rồi. Xong bậm môi chữ M ha. Âm M. Shame. 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 That's good. Đấy. Vậy thì á, ở đây bà nói là in the same hay in the shame? Are you and Beth in the same class? Same, same, chain. Yes, same giống class. Right, lớp giống nhau nha. Rồi, đây. Đây. In the same class, next. No, we aren't. My class is in the morning. When does his class take place? Take place là happen đó chị. À, diễn ra. So, when does his class take place? My class is in the morning. My class is morning. Tức là sẽ diễn ra vào buổi sáng. Yes. À, mình có at midnight. À, rồi, bây giờ chị thấy nè, một cái bảng nè. À, in the morning. Khi nào mình sẽ in the, khi nào mình sẽ at chị? In the
Ad thì như là phải có thời gian chính xác Dạ đúng sao? rồi, at là thời gian cụ thể nhưng mà trong các cả ngày á, ha, in the morning này nọ, rồi afternoon với evening là in at. Good evening với cả good afternoon. Không, ý như mình nói là in the morning hay là rồi in the afternoon hay là at the afternoon. In the afternoon. That's right, in the afternoon. Ha, có nghĩa là những buổi lớn á thì mình sẽ in nha. Còn cái nào á là mình sẽ mấy cái buổi nhỏ như at night, at midnight, at midday á là mình at. Đấy. Rồi. And đây. Rồi next. Vậy thì Her class is in the morning. Her class is in the afternoon. rồi, what about her class? hơi mình chưa nghe rõ cái phần phần Her class is in the afternoon. Her class is in the afternoon. is she in afternoon. À, in the zing á, nó nói á. Class zing the afternoon. Her class is in the afternoon. Đấy. Listen, I'm on. Rồi, next. Where is she going? Listen. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. I'm on my way. Yes. I'm on my way nghĩa là gì chị? I'm on my way. Tôi À, ta trên quay là gì? quay là đường. Yeah, on my way là đang trên đường. On my way trên đường. Dạ, đang trên đường đến á. Ha. Đấy, I'm on the way to the cafeteria. Cafeteria là gì chị? Mình chưa xài từ này bao giờ. Đây. Ở trong trường có một cái cafeteria. Nhà ăn kiểu Dạ, căng tin. đúng rồi, nó là căng tin ấy. Rồi, and Are you free? last question. Are you free? Tức là bạn có rảnh không? That's right. And sure, let's go. Có và cùng nhau đi. À, đi thâu. Đi Sure. thôi. So hay là sure chị? Sure. Sure. Yes. So, nó là sờ nặng nha. Sure. Sure. That's right. Good. Rồi. À, tốc độ này ổn đúng không chị? Vâng. Ok. Rồi. Ở đây mình có khá là thì mình sẽ nói sao chị? Khá là furry. À, Furry. fair. Fairly. Furry. Yeah, Furry. fairly. Còn gì nữa không? Pretty. 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 Gì nữa? Cái gì nhỉ? Cái razor Rather. Rather. ra That. rather Yeah, rather. rather Ok. Yeah. Client. À, hai đó là quen phải nhất đúng không? Client này với lại rather. Client với pretty là quen nhất. Còn hai cái kia thì hơi hơi khác khác một chút. Nha. Rồi. Ngoài ra còn có một tí nè. Là a little bit nè. Cũng hay. A bit, a little bit, a tad. Đấy. Chút thôi. Rồi. And alright. Alright. Thì mình nói là tôi hôm nay tôi hơi mệt. Thì mình nói sao chị? Hôm nay tôi hơi mệt. Tôi hôm nay tôi hơi mệt. A little well. Yeah, a little, không khỏe. Không khỏe là Unwell. well hay unwell? Well. Yes, I'm a little unwell. I'm a bit unwell. À, hoặc là mình dùng trạng từ trên này thì I'm. Fully well, À, fully, đây, fair là fully, công bằng nè. Fairly. fair, À, fairly. yeah. Là hơi. Hơi, khá. Khá khỏe. Khá không khỏe, hơi không khỏe. À, dùng fairly thì cũng ít thấy dùng. Đây, rồi bây giờ chị nói là tôi học tiếng Anh vào giữa trưa. Mình nói sao? Tôi học tiếng Anh vào giữa trưa để xem từ morning buổi sáng này hay là chiều, vậy là Yes. In the at midday chị.
At. Yes. Okay. At midday. Hoặc là còn cách nào khác không? Hoặc là chỉ về thời gian luôn ấy, giờ luôn ấy. Tôi học vào mấy giờ thì cũng được. Yeah, at noon nha. Nó bằng với at noon ấy. Nha. Yeah. Okay. At midday hoặc at noon. Nên sau nó mới gọi là afternoon này. Yeah. Đấy, rồi. Sau chưa? Afternoon. Nó tầm 12 giờ đấy. Đấy. Yeah. Same as và different from ha. Next. Yeah. Mình có pathway ha, mình phân biệt như thế nào? Bây giờ chỉ có đây. Ví dụ path là Path giống như là đường mòn ấy. Yeah. Path thời nha. Path. Path. Yeah. Rồi. Còn route là gì? Route là gì nhỉ? Từ vương này. Nó là tuyến đường nha. Rồi. Cái tuyến. Dạ, yeah, cái tuyến. Còn cái road này chị thấy nó có đặc điểm gì? Road này là nó giống như là đường cao tốc á. À, giống giống như hai bên có nhà không? Không có nhà. À, dạ, road không có nhà. Còn street? Street là đường ở trong phố. À, đường phố. Còn way? Way là giống như là hướng. À, nó cũng là đường nhưng mà nó có thực sự, thí dụ như tôi nói tôi đang trên đường đến nè, hoặc là tránh ra khỏi, tránh đường cho tôi, thì có thực sự đó là một cái con đường gì đó không? Có thực sự nó có cái tên cái gì không? Không. À, nó chỉ là một con đường, thí dụ như một con đường có điểm đến của mình, hoặc là một con đường trừu tượng đó ha. À, mình kêu là I'm on my way, hoặc là I'm out of my way, get out of my way. À, rồi, are you free? Free nó có hai nghĩa ha, là rảnh và miễn phí. Nên mình có thể trả lời là no, I'm expensive. Rồi, okay, so chị là Sơn Hy đi ha. Nha. Yeah. Em làm David cho. Yo, please. Hey, Dave. How's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are the classes interesting this semester? Yes. Hey. Interesting this semester? Semester? Yes. Nhìn phiên âm ha. Hey. Sớm nè. Semester. Semester. Interesting this semester? Again, please. Interesting this semester. Okay. Interesting is nha, mấy chỗ sờ lưu ý ha. Interesting this semester. This semester. Yes. Right. That's good. Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Beth in the same class. Yeah, class. Yeah. Class. So, tỷ lưỡi vô. Class. Class. Huh. Class. Yeah, class. Cứ sợ bình thường thôi. Right. No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafe. Cafeteria. Đúng rồi, cafeteria hoặc cafeteria cũng được ha. Cafeteria. Cafeteria. À, yeah. Vậy nghe ờ hay à? Cafeteria. Cafeteria. À, không, mình đừng nhìn phiên âm. Mình đừng nhìn phiên âm, mình cứ nghe thôi. Cafeteria.
Cafeteria. Ok, ri à. Tại chị biết xong, mấy cái nào mà nó có ơ ở cuối mà viết A thì mình đọc A thôi nha. Cafeteria. Cafeteria. Thí dụ như chỗ này đi. Yoga. Yoga. Đúng không? Rồi. Yeah. Ê. Banana. Banana. Nè hết nó viết ơ vậy thôi chứ cuối mà nó là A thì mình cứ A thôi. Rồi, cafeteria. Okay. All right. Yeah, sure, let's go. All right. So what's the conversation about? What's the conversation about? Ở đâu nhỉ? Yeah, mình trả lời câu hỏi ha. What's the conversation about? Conversation Câu này hỏi gì? mình ở câu này hỏi thì how's it going có nghĩa là Không, nó hỏi về hai người nói chuyện với nhau, hai người bạn gặp nhau và nói chuyện với nhau. yes họ nói về It's it's about môn học và lớp học. Và môn học là gì nhỉ? Dạ, Môn học, môn học là subject. subject and class. Class, subjects and classes. Hả? Nó về môn học và lớp học hả? Không, mà nói là nó về hai người bạn hỏi nhau về lớp học và môn học cũng được. Đó, chị có thể nói vậy nhưng mà thiếu cái khúc hai người bạn á. Yeah. It's about It's about hai người bạn là gì nhỉ? two. Chỉ dùng cái từ two friends thôi ạ. Yeah. Two friend, danh từ số nhiều thì Friends. rồi nói về About two friends. Xong nói về là yeah. talk about Yes, such as and subjects and classes. classes, classes. Rồi, Yeah. ở đây tại sao chữ này nó lại có talking nè ha, có nghĩa là two friends talking about ha, có nghĩa là king này á là who talk about ấy nha. Mình đều Yeah. quan hệ, mình đều quan hệ mà chủ động á thì mình bỏ luôn cái này, mình đưa động từ về verb in. À, chứ không được nói it's about two friends talk about. Như vậy thì cái nó tạo thành là cái này nó đang là tân ngữ của câu này, nó không thể nào làm chủ ngữ cho cái vế này được. Hả? À, nó đang là tân ngữ nè thì nó phải cách nhau bằng cái khúc này để nối hai câu lại thành một cái mệnh đề quan hệ. Người mà đang nói về cái môn học vậy thì mình biến nó thành in. It's about two friends talking about subjects and classes. Again, please. It's about two friends talking about subjects and classes. That's good. Subject and classes. Huh? Right. All right. So, where are they? Where are they? Where are they? Tức là where là ở đâu? Yes. Where là địa điểm? Are they là cả ngày. Are they? Okay. Tức là họ đang ở đâu? That's right. Ở đâu? Vậy trả lời là they are họ đang ở trường, in đang trên đường đến trường. Không phải không? Họ Đang trên đường đến trường hả? họ đang ở trong lớp. Họ đang ở trong căng tin à? Không, họ bây Really? giờ mới rủ nhau đến căng tin mà. So where are they exactly? Where do you think they are? Mình nghĩ là họ đang ở trên đường đi đến căng tin. Maybe they are in class hay out of class? Out of class. Yes, they're out of class. Họ ở ngoài lớp, đúng không? Rồi, Yeah. are they in the same class? Are they in the same class? Are they in the same, giống như là
Are they in the Are they in the same same class? Same class là giống như là ở trong lớp không? Không, Không. không, không. Same class là gì? Same class là Same là giống hay khác? Giống. Giống. In the same class là gì? Ở giống ở lớp giống nhau nghĩa là sao? Nên là they are in the same class. Học cùng lớp. À, học cùng lớp. So are they in the same class? What do you think? No, they aren't. No, they aren't. What do you think? Why do you think so? Because học hai lớp khác nhau là học hai môn khác nhau. Yeah, and are your classes interesting? Okay. Tại vì Sơn Hy không biết về lớp học của David. Yes. Thì mình sẽ nói gì? Because she don't know about lớp học của anh ấy, about him classes. Okay, she don't know about him classes. Okay, rồi bây giờ first of all, từ từ mình sẽ lên tới Đông và Dozen nha. Nhưng tạm thời á, mình có do với does thì khi nào dùng does chị, chủ ngữ nào? Do là see he eat, là ngôn ta số ít. Thế thì she don't hay là she doesn't? She doesn't. She doesn't. She doesn't. She doesn't know. She doesn't know, right? So, about him classes. Him này là gì chị? Him là... him I là love him. Ta. Yes, I love him. Vậy him là gì trong câu đó? Him là trạng từ... No. Him là tân ngữ hay là chủ ngữ hay là tân ngữ? Tân ngữ. Tân ngữ. Tân ngữ là cái đứng thứ hai sau động từ ha. Rồi. So, I love him. Vậy him ở đây mình có nói là him class không? Mình phải nói là lớp của anh ấy. Vậy cái nào là của anh ấy? Của anh ấy là himself. Nữa. Himself là bản thân anh ấy rồi nha. Yeah. Yeah, about his classes. Hey. Right. Yeah, no, I don't think so because she doesn't know about his classes. Cổ này cổ không biết về lớp của ảnh. All right. So, next mình có what subject does he like? What subject does he like? Yes. Môn học của anh ấy là gì? No. What subject? Môn học gì? Môn học gì mà anh ấy thích? That's right. He likes the same anh ấy David. He likes chemistry. Yeah, he really loves. He really loves chemistry. Right, okay, he really loves chemistry. All right, so he, mình có David, hoặc là he and Sun He are in the same class, right? Are in the same class, tức là aren't they? Anh ta và Sun He thì học cùng lớp. No, Beth. He and Beth are in the same class, aren't they? He and Beth, tức là người thứ ba, một người khác. Anh ấy và Beth học cùng lớp phải không? Để mình xem nào. Are you and Beth in the same class? Và anh ấy trả lời no. No. Không. No. No, I'm not. Khoan. Chủ ngữ của con này là ai chị? Hai người này nhé. Vậy mình sẽ đổi thành no, gì? They aren't. Yeah, no they aren't. Right. Rồi mình giải thích luôn cho câu của mình. Because him class hay his class? His class. Okay. His class. His class is in. Nói luôn his class is in. His class is in In the morning. Đã nói rồi. His class is sitting
Right. The morning. And how about her class? And her class. Her class. Her class. This is the afternoon. Yeah, so in the afternoon. In the afternoon. That's right, that's good. All right, okay. So, what subject does Sun He like? Sun He thích môn học nào? Yes. What subject? She really love Sun He. Sun He lúc nãy thích môn gì nhỉ? Come. Is it mentioned? Nó có được nhắc tới không? Không, không thể nhắc. Mình nói chữ mention là nhắc tới, đề cập. Rồi, vậy thì mình nói nó không được đề cập tới thì mình sẽ nói chị, sao chị? Có chút bị động. Bị động. Bị động là dùng như thế nào? Có chút bị động sẽ là to be cộng verb 3. To be cộng verb 3 vậy sẽ là... Nó không được nhắc tới. Is không được. Is không được is là nè. Không được. Không là gì nhỉ? Không là tôi không khỏe. Didn't. No. To be thôi. Trong câu này động từ là to be rồi. Yeah. Is be là bình thường mà nói tôi khỏe là I'm good, vậy tôi không khỏe là gì? Không khỏe là I don't good hay là I'm not good? Not good. Dạ, yeah, vậy thì chỗ này mình sao? Isn't. Đúng rồi. It isn't. Đề cập not, đến. Không đề cập đến là mention. Vậy chị chọn mention. Nào trong bán này? Cái này hay là cái này? Vớt 1, vớt 2 hay vớt 3? Vớt 3. Rồi, lấy cái này xuống. It's not mentioned. Thế thôi. Không được đề cập tới nè. Đây. À đây nè. Đây nè. Đây. Yeah. Not mentioned. Yes. Tại sao nước Mỹ không được đề cập đến trong lời tiên tri của Kinh Thánh? Đấy. Not mentioned. Right. And đây. It's not mentioned. Câu tiếp theo thì mình có là where are they going? Where are they going? Where are they planning on going to? Họ đang planning là planning là plan là kế hoạch á. Họ đang kế hoạch đi đâu? Yes. Say họ đang đi đến họ là gọi là say không? Trên đường đi tới. Đang trên đường. Không. Không, where are they planning going to? Họ tính đi đâu giờ? Họ tính đi đâu bây giờ? Đi cà phê, Syria. Yeah, bây giờ họ tính đi tới. Yeah. Họ tính đi tới vậy là they plan go cafeteria. Okay, right. Wait a minute nha. Yeah. He, đây đúng không? Họ, giữa hai cái động từ mình sao chị? Mình phải cách nhau bằng gì? To. Rồi. Vậy thì đây, plan. Ha. Họ lên kế hoạch, họ tính. To go to. To the. The cafeteria. Đúng rồi, cafeteria. Cafeteria. That's right. Hey. Okay. Right. Okay. Who suggests going to a cafeteria first? Suggest going to cafeteria first. Suggest. Ai là người suggest? Suggest là gì chị? Từ này hôm trước học lại quên mất rồi. I suggest something. I want something. So I suggest it. Yeah, suggest. I suggest you should
Do homework. I suggest you do homework. Vậy suggest là tôi đề nghị. Đề nghị. Yeah. So who suggests going to the cafeteria first? Là tôi đề nghị đi đến căng tin trước. À, tôi á? Không. Ai là người đề nghị đi đến căng tin trước? Yeah. Ai là người đề xuất đi đến căng tin trước? Sân Hy thì mình Sân trả Hy. Lời. Yeah. Rồi, cái câu này mình có hai cách nói nha. Where they, do they plan to go? Họ tính đi đâu? Hoặc where do they plan on going? Yes. Nếu chị có giới từ thì chị phải thêm in. Còn tôi thì thôi bình thường. Rồi, they plan to go to the cafeteria. Who suggests? Vậy thì câu này trả lời ngắn gọn là Sun he is hay Sun he does chị? Sun he does. Đúng rồi. Động từ mà. Sun he does. Đấy. And all right. So are they on a date? Are they on a date? On a date. Đây là gì chị? Đây là ngày tháng hay năm? Ngày tháng ạ. Nó là ngày, nó là tháng, ngày hay tháng? Ngày. Ngày. Okay. On a date. Are they on a date? Có nghĩa on là họ đang hẹn hò phải không? Ồ. Oh. Oh. Anna, on a date nè. Đấy. Đang đi hẹn hò hả? Hoặc là to ask someone out on a date, rủ ai đó đi hẹn hò. No. No. No, đây gì chị? They aren't. À, có hỏi. Yes, right. No, they aren't. Okay. Okay. What's their relationship? What? What's their relationship? What's silly? Yeah, what's their relationship? À, họ có quan hệ như thế nào? That's right. The relationship is tình bạn là friendship. À không, mình không nói vậy. Nghe nó, mình cứ nói như tiếng Việt đó. Họ là bạn bè. Mình sẽ nói sao? Là they are friends. Yeah, they're friends. Ngắn gọn và xúc tích. Huh? Yeah. À, they're friends. Đấy. Rồi, and all right. And hơn cả tình bạn là gì chị? Hơn là less hay là more? More. À, more, hơn cả. Hơn, more than bạn bè. More than friends. À, more than friends. Thế thôi. More than friends. À, còn hơn cả tình bạn nữa. Đó, mình ngồi bên đây mình cứ suy diễn chuyện người ta. Right, and alright, they're more than friends. Not sure. Okay, and next, mình có là they're friends, huh? Okay, Sun He and Beth. Yeah, Sun He and Beth. Đi, bây giờ nói Sun He and Beth are twin sisters, aren't they? Twin sibling hoặc là twin sister đi. Sibling là gì chị? Sibling. I'll show you siblings. Huh? Sibling là brother and sister in one family. Yeah? Vậy sibling là gì? Brother and sister in one family. Là anh em, yeah, chị em. Anh chị em dù. Huh? So, are they siblings? Are they twin siblings? Twin siblings hoặc là twin sisters. Twin sister là gì? Sinh đôi. À, okay. Đây nè. À, identical là giống y chang nhau nha chị. Identical. Yeah. Okay. Rồi, vậy thì mình sẽ nói sao? Yes, hello. No, no, say on. Okay, why do you know? How do you know? Because they... Không phải là chị em. Hay, người ta đang hỏi sao biết tự nhiên cái là họ không phải chị em. Tại người không... tên người là Hàn Quốc, người Mỹ mà.
Họ đến từ những nước khác nhau thì mình nói sao? They from Những nước khác nhau. from những nước khác nào là the other country À không, khác nhau, nó sẽ khác khác so nhau với chữ cái other khác, cái chữ khác other là ngược với chữ same á, same chữ khác mà nó ngược là với chữ same á. Same, deep, deep. Different. different. That's right. Họ đến từ những nước khác nhau thì là cái different này nè, chứ không phải cái order nha. Nước khác. Rồi. So, vậy mình nói sao? Different Yeah. country Different countries. countries Yeah. country Because they're from different countries. country Dạ, mình có thể đọc because hoặc cause cũng được nha. Nha. Cause, cause. Đó, cause nó có nhiều cách lắm. À, nó có thể gì nè. Cause. Cause. Đấy. Đấy. Nhưng mà nhiều nhất á, vẫn là because hoặc là cause thôi. Cause. Nó có kiểu cause I really, really love you. Nó viết kiểu chữ này. Vẫn đọc là cause thôi. Đây nè. Chạy thấy không? Đấy. Cause nè. Đấy. Đều có nghĩa là because á. Nhưng mà người ta sẽ chê là mình là làm biếng. Nói mỗi có chữ cuss thôi, không chỉ nói chữ because. Đấy. Countries. Country, Country. country. Yes, different countries, những nước khác nhau nên mình sẽ có s ha. Tại sao nó thành ies chị? Mà sao không phải là country y dài s? Tại vì nó là không, cái này chắc không phải là số country, số nhiều. Dạ đúng, số nhiều. Tại sao là nó đổi thành IES? Vậy công thức của nó là gì? Là kết thúc bằng y dài thì chuyển thành y ngắn và thêm es Đúng vào. rồi, đọc là country is hay là countries chị? Countries. Dạ, vậy khi nào đọc là is? Khi mà nó có sờ chờ. Khi nào liên quan tới sờ, giờ, chờ, á, ge đó. À. Thì GE nằm vô nhóm này. Đấy. Đó thì chị sẽ thành là cộng ES. Đấy. Đó, mình có miệng là dung sản xuất chuối sấy. Bữa sau mình sẽ học thêm về này, mình qua bài 2 mình sẽ nói kỹ hơn về này. Rồi. Tóm lại nói thì sách này chứ mình cũng phải biết một chút thì nó sẽ khỏe hơn cho mình. Đấy. Mọi thứ một chút. Ok. And alright, bây giờ chị sẽ làm cái game này giùm em nha. Đây, mình có sắp xếp nha. Hey David, rồi mình hỏi gì nữa? Hey Jeff, how's it Yeah, how's it going? Rồi, sao nữa? going? David nói là five, ten, Yeah, five, fine, thanks. Rồi gì nữa? ten. David nói là bạn đâu? David nói bạn tôi khỏe này, bạn khỏe không? Sunny bảo là pretty good. Yeah, pretty good. Pretty good. So your classes interesting. His interesting. This, Semester. yeah, this semester is your class is interesting this semester. Right. Đấy. Rồi semester ha chị. Đây, semester này chị. Hả? New semester school nè, program, chương trình học mới của chương trình học của học kỳ mới. Rồi, tiếp theo please. Yes, I really Yes, I really love. love chemistry. Are you best in the same time, Yes. same class. Sau đó là đến nhân. No, we aren't.
My class, sits in the morning. Yes, it's in the morning. Next, please. Listen. On my way. I'm on my way to the Okay. cafeteria. If it's not sure, let's go. I'm on my way to the cafeteria now. Còn gì nữa không chị? Thêm con nữa. Please. Yeah, are you free? Sure, let's Please. go. That's good. Thank you. Next. Rồi mấy cái này mình có thể về nhà làm tiếp được ha. Mấy cái bài tập bổ sung này. Rồi, ok. Em sẽ gửi cả slide cho chị làm cho đã luôn. Miễn là chị chịu làm những bài tập thì nó không thiếu. Here we go. Rồi, ở đây mình có to be, chị đã rành chưa? To cái này cũng ổn ổn, cái này Cũng vì ổn. thấy cấp nào cũng học nên vẫn còn nhớ mơ màng. Ok, cái này mình sẽ đọc là we're. Viết tắt mình đọc là we're. Đấy. À. We're good. We're good. We're good. We're good. We're good. We're good. We're We're good. good. Yes. Nó hơi where. Nó tại vì in ngắn nó đọc thành we're. Nhưng mà đọc thành We're good. We're good. We're good. We're good. Okay. We're good. They're good. They're They're good. good. Yes. Rồi. Aren't Rồi. Chữ này sẽ đọc thành We aren't good. We aren't good. Yeah, we aren't good. Rồi. Alright, nếu mà mình ok rồi thì mình sẽ next luôn ha. Rồi, here we go. Mình sẽ chia ha. Good morning. Mình sẽ có hello là good morning. Ngoài ra thì còn gì là hello trong mấy này không chị? Mình có have a good day. How's it going? See you later. How are you? See you tomorrow. Talk to you later. What's up? Vậy thì cái nào là hello? Hello là have a nice day. Have a nice day. Nói luôn. Have the nice day. Days. Nè, nice day. Nice days. Yeah, đây. Have a nice day. Have a nice day. Have night day. Nói luôn chị, mình bỏ e đi ha. Còn v, nói với ờ bên này thành have v. Để mình đỡ mất công đọc là have a. Ha. Have a nice Nice day. day. Alright, again please. Have a nice day. Rồi, cờ e là sờ. Good. Nha. Nên mình sẽ đọc là have a nice day. This day. Alright, have a nice day. Chúc một ngày tốt lành. Đấy. Next, còn gì nữa không chị? Còn gì là hello nữa không? Hey, hi. Rồi. Good. Còn gì nữa Không, how's it going là bạn hôm nay thế nào? Vậy có Thế phải nào? hello không là bye bye? Hello. Hello. Còn gì nữa không? WhatsApp được không? Hay talk to you later được How are you? không? How are you? Okay. Gì nữa chị ha? WhatsApp nghĩa là gì chị? Sắp là gì vậy? À, Gì WhatsApp thế? rồi. Sao rồi? WhatsApp nghĩa là sao rồi nha. Rồi. So, ở đây mình có một số từ nè. Greet là chào hỏi. Greet.
Greet. Yeah, so suy ra những lời chào hỏi là greeting. Greeting. Yes, còn farewell. Farewell. Farewell là lời tạm biệt nha chị. So what's up? Rồi sao rồi? Hoặc là có chuyện gì vậy? Đấy. Rồi. So vậy mình xếp what's up vô đâu? What's up là chào. Yes. Good morning. Good morning. Hi. Hello đấy. Đấy. Nhưng mà thân thiết lắm thì mới what's up nha chị. Nha. Kiểu vậy nè. Nó sẽ xếp theo cái level vậy nè. How you doing? Lịch sự nè, formal nè. So how you, how's it going? Xong xuống xuống bạn bè thì what's new, what's going on? What's up? Yeah. Thường thì chung chung thì how's it going everyone? Sao rồi? Còn lại là goodbye chị ha. Rồi. And next. Cái này thì mình cũng vừa mới làm xong. Rồi. Cái này mình cũng dễ nè. Này cũng yes I am, no I'm not thôi cũng dễ nè, mình sẽ next luôn. Rồi, ở đây thì mình thử làm một số câu hỏi đi. Người ta hỏi cái gì mà mình trả lời là no I'm not, I'm very busy now. Ok, thank you. Thank you. Hello chị. Yeah. Rồi, câu số 2. Câu số 2 thì hỏi là trả lời là tôi không rảnh, tôi bận thì sẽ hỏi là bạn có rảnh không? Bạn có rảnh không thì hỏi là are you free? Yes, are you free now? Oh man, đâu mất rồi. Dạ đây. Chờ mình một chút ạ. Dạ. Rồi ok. Are you free now? Okay, now, now. Now. Dạ, được rồi. Như vậy ok ha. Next, thì mình có alright, chị trả lời giùm em thôi, mấy câu này dễ quá, mình next luôn cũng được không sao. Rồi, here we go. Are is này nọ, mình có thể bây giờ mình qua mình nghe ha, nghe xem tên của người ta. Last name là gì chị? Last name là tên. Dạ. Last name, no, last là đầu hay cuối? Last là đầu, tức là tên đệm và tên. Vậy first là gì? À không, first name là tên đệm và tên, last name là họ. Dạ, yeah. Còn first name là gì? First name là cái tên. Dạ, yeah, cái tên. Là cái tên. Vậy first name có bao nhiêu cách nói? Mình có first name, given name, forename, đều là tên. Surname. Vậy surname là gì? Surname là tên hay họ. À, surname họ. Là họ. Nó đồng nghĩa với gì chị? Nó đồng nghĩa với cả last name. Và family name. Yeah, family name. Rồi tên lót là gì? In lot là middle, yeah. middle name. Mấy đó là y ngắn nên mình sẽ không kéo dài nó nha. Mình cứ middle name. Middle. Yes. Ở y ngắn nó thành hơi e nên nó thành middle. Yeah. Middle. Chừng nào mà chị thấy như thế này nè, thì nó mới thành y dài. Dạng như là sheep hoặc là P. Đấy. Dạ. Còn thường mấy cái in kia là in ngắn. Rồi, listen. Page 6, exercise 10, listening. What's your last name again? Listen to the conversations. Rồi, mình có again. Nghĩa là người ta nói rồi mà mình không hiểu, mình không nghe, mình không nhớ. Nên là nó nói là what's your last name again? Thế mình hỏi, ủa chứ hồi nãy tên bạn là gì ta? Thì mình sẽ nói là What's your last name again? Yeah, tên không thì là what's your name again? What's your name again? Đấy. Tên bạn là gì ta? Đấy. Rồi, and listen. Complete the information about each person. 1. Chris, this is my friend Lucy.
We're in the same English class. Hi, Lucy. I'm Christopher Olsen. But everyone calls me Chris. Nice to meet you, Chris. What's your last name again? It's Olsen. O-L-S-E-N. All right. O-L... O-L... O-L-S... Right. O-L-S-E-N. E-N. Okay, good. Right. And where are you from, Chris? I'm from here, the United States. Where's he from? Where he from? He's from here. Yeah, here là chỗ nào chị? I'm from here, the United States. Tôi là người ở đây kiểu thế. Here, the United States. United States. À, là nước nào chị? United States là Mỹ. À, the United States. Huh? First of all, mình có unite là hợp lại. Nó lấy TMD nè, nó lấy cái bước 3 của United đó là được hợp lại. Đấy, nên là các bang, các bang hợp lại với nhau là hợp thành Mỹ. Ha, là thành Mỹ á. Các bang the United States nè, 50 states in America nè, in America. So, các bang hợp lại thành là thành Mỹ. Ha, rồi, so the United States nè, rồi, and... Mexico, Mexica. Let's see. Originally from Los Angeles. Wow! How do you like Los Angeles? Okay, where's he originally from? Origin là gì chị? Hàng origin ấy. Origin là chính hãng. À, hàng gốc á ha. So, original là tính từ của nó và originally là gốc á. À, vậy nói where are you originally from nghĩa là gì chị? Bạn là người Mỹ, người gốc Mỹ. Không. Where are you originally from? À, bạn là người gốc ở đâu? Đấy, bạn là người gốc ở đâu? So where's he? Where is he originally from? Yeah, let's see. Thế chị, where are you originally from? Chị originally tính từ đâu? I'm from Phú Thọ town. Yes, Phú Thọ. Okay. Anna, where are you originally from? Chị gốc đến từ đâu? Okay. And next, where is he originally from? How do you like Los Angeles? Originally from Los Angeles. Where? I usually. Phải không? I usually. N. And where are you from, Chris? I'm from here, the United States. Originally from Los Angeles. I'm from here. I'm from here. Right. The United States. United States. Right, the United States. Nhiều bang nên mình phải có S ở cuối ha. Right. Yeah. Right. Originally from Los Angeles. Originally from? Cái bang nào? What state? Mexico. Really? Right. Nó từ một cái thành phố nha. Which city? From Los Angeles. Los gì đó? Los Angeles. Đúng rồi. Nó nói luôn là Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Yeah, nghĩa của nó là the angel. Nó bằng tiếng Tây Ban Nha. The angels. Đấy. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Yes. Angels. Right. Los Angeles. Los Angeles. Angeles.
Angelus. Yes. The angels. Những thiên thần. Right. Next. Wow. How do you like Los Angeles? Oh, I love it. It's my favorite city. Two. It's my... Okay. I love it. It's my... Two. It's my favorite city. Famous city. No. It's my... Cái gì phố yêu thích á? It's my favorite city. Favorite. Yeah, favorite. Đọc nhanh luôn chị ha, bỏ vờ luôn. Favorite. It's my favorite city. Favorite city. That's right. Two. Let me just check this. Okay, Ms. Sanchez, let me just check this information. Is your first name spelled I-S-A-B-E-L? No, it's not. My first name is Isabella. It's spelled I-S-A. Rồi, chuẩn bị giấy bút chị. First name spelled như thế nào? Miss Isabella. It's spelled I-S-A. B-I-L. B-I-L, hả? Rồi. It's spelled. It's spelled. Rồi. Rồi như thế nào nhà? B-I-L đúng không? Vậy nữa. B-E-L-A. L-A. E-L-A. B-E-L-A hả? Là B-E-L-A. B-E-L-A, rồi. Vậy là B-E-L-A. Phải không? No. Isabella. It's spelled I-S-A. Như nè. Spelled I-S-A. I-S-A. Isabella. B-E-L-A. Okay. Isabella. Okay. Okay, thanks. And... Isabella. Next. You're from Argentina, right? No. I'm not from Argentina. I'm from Mexico. Where's she from? Tôi không phải đến từ Argentina, tôi đến từ Mexico. Yes, I'm from Mexico. From Argentina. I'm from Mexico. Oh, sorry, Mexico. But you are studying English. Actually, I'm not. I'm a business student. What's she studying? What's she studying? English, right? Actually, I'm not. I'm a business student. I'm a business student. I'm a business student. I'm a business student. Business student. Yeah. I'm a business student. Student. Yes, không phải business nha. Mình đọc nhanh lên. Business. 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 Rồi mình kéo dài sau đó. Business. Business. Yeah. Nghĩa là business. Business. Yes. Business. Business. Okay, that's good. Business student. Okay. Next. Business. Okay. Got it. Got it. Nghĩa là hiểu rồi. I got it. Next. Three. Excuse me. Are you Hyun Kim? Yes, I am. Is your brother Minho Kim? Yes, he is. Rồi, so last name của Minho là gì chị? Kim, how do you spell it? K-I-M. Yes, right, Minho Kim. And next, where he's from? Brother Minho Kim? Yes, he is. Tell me, is Minho still here at the university? No, he's not.
He's at home in South Korea. Where's he? Korea. Yeah. North or South? North or South? South Korea. South Korea. South Korea. Thở ra nha chị. South. South Korea. South Korea. Okay. No, he's not. He's at home in South Korea. Oh, he's in South Korea? Is he in school there? Yeah, he's at Seoul University. Yeah, what's he doing at home? University. Yeah, Seoul, because Seoul. Seoul là Seoul, đấy chị. Yeah, Seoul. Seoul. University. You? Ni? Where's today? University. Yes. What's he doing there? No, he's not. He's at home in South Korea. Oh, he's in South Korea? Is he in school there? Yeah, he's at Seoul University this semester. He's at... Means he's studying at Seoul University. Không biết viết vậy đúng nữa. Để em coi thử. Seoul University nè. Đấy. He's at home in South Korea, in Seoul. Seoul. Yeah. Nghe nó giống như chữ linh hồn vậy đó. Nghe y chang như chữ linh hồn á. Seoul. Seoul. Đấy, hai chữ này đều là Seoul hết nè. Seoul. 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 Và Seoul. Seoul. Yeah. Right. Okay, that's good, right? Yo. Giờ mình sẽ đọc lại bài này nha. All right. Chị là thí dụ như ở đây là A đi ha, thì này là B. Rồi. Chị bắt đầu trước cũng được ha. Chris. Chris. This is my friend Lucy. We're in the same English class. Yes. Yeah, this is my friend. We're in the same English class. English class. No. Sờ nặng và sờ nhẹ. Sờ nặng nè. Sờ nhẹ nè. English class. English class. English class. Okay, English class. Bây giờ tạm thời thì cháu quen lưỡi đã. Đấy. And hi Lucy. Christopher Olsen, but everyone calls me Chris. Nice to meet you, Chris. What's your last name again? Okay, mình sờ những cái chỗ này nè. Nice to meet you. Ở đây tờ với you là thành chu luôn chị. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Tờ nha, đờ cộng you bằng chu nha. Đấy, K mà cộng you thì bằng Q. Sờ cộng you ấy thì bằng siêu. Rồi, nice to meet you. Chris. Rồi, tiếp mấy cái sổ, mấy sờ sờ đi chị. What's your last name again? Okay, it's Olsen. O-L-S-E-N. Chị là A. Where are you from, Chris? Yeah, chị này là Chris, Chris. Chris. Yes. I'm from here, the United States. Originally from Los Angeles. Well, Los Angeles.
Los Angeles. Yeah, Los Angeles. Los Angeles. Yeah, câu hỏi. How do you like Los Angeles? Yeah. How do you like? How do you like Los Angeles? Yeah. Oh, I love it. It's my favorite city. Right, next. Okay. Bây giờ để em bắt đầu luôn ha. Okay. Miss Sanchez, let me just check this information. Is your first name spelled I-S-A-B-E-L? No, it's not. My first name is Isabella. 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 Okay. Next bit is... It's spelled is I-S-A-B-E-L-A. Okay, chữ này đọc là spelled. It's spelled. Spells. Spelled. 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 Yeah, spelled. Spelled. Yeah. Khi nào tới bài quá khứ đơn em sẽ nói với chị về vụ này nha. Nhưng mà chị cứ nhớ rung là cộng ed vậy thôi. Thì bằng đờ. Không rung cộng ed bằng tờ. Ha. Và tờ đờ thì cộng ed bằng gì chị? Tờ đờ. Bằng ed. Yeah. So. Chỗ này là spelled. Chữ L á chị có rung không? Spell. Spell. Đúng không? Rung. Rung thì thành cộng ed thành. Yeah. Nên nó mới ra spelled. 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 Huh. Spelled. Right. Spelled. 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 Right, thank you. Next. Okay. Rồi, chị nói lại câu này giùm em ha. It's spelled I-S-A-B-E-L-A. Okay, okay, thanks. And you're from Argentina, right? No, I'm not from Argentina. Yeah, nhớ cái đâu chị? Gen. No, no, nhớ cái tin à. Argentina. Đây là Chen hay Chen? Chen. Right, Argent. Argentina. Yes, nhưng Argentina. 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 Yeah. Miễn sao mình đứng lên ở R hay Chen là được. Rồi next please, I'm from Mexico. Yeah, Mexico hoặc là Mexico gì cũng được ha. Oh, sorry. What are you studying English? Actually, I'm not. I'm a business student. Ah, business. Okay, got it. Hôm nay ông quê mấy cú luôn á. Rồi. Thôi thì mình không biết thì mình hỏi đi ha. Mình hỏi đi. So what are you studying đi? Cứ chốt hạ người ta mà you are studying English không à? Khổ thế. And all right, next. Excuse me, are you Lee Young Kim? Yes, I am. Is your brother Min Ho Kim? Yes, he's. Tell me, is Min Ho still here at the university? No, he's not. He's at home in South Korea. Rồi, phải short không chị? Đọc short nó thành nguồn nha. Source. Source. Short. Source. Short. Yeah. Đấy. Short. Đây, source là nước sốt nè. Sauce. 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 Source.
Rồi đọc giùm em. Sauce. Sauce. Sauce, sauce, cái sauce. Sauce. And source. Source. Yeah, source. 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 Rồi. Ở đây mình sẽ nói nè, he's at home in South Korea. He's at home in South Korea. No, 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 no. No, 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 no. Đây, phiên âm chữ này nó như thế này thì chị sẽ đọc như thế nào? Sure. S-A-U-L. Rồi gì nữa đây? South. South. Yeah, South. South. Mình sẽ lên lưỡi vậy nè. South. South. Right. South. 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 Yeah, lên chị. South. 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 Lưỡi từ dưới này. Từ dưới đây. South. 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 Okay. South. South. That's good. À, còn khi nào mà chị kêu là la làng á, nó mới thành là shout. Shout. Là shout. Shout. À, lúc đó thì mình rút lưỡi lại, cong lưỡi, shout. Shout. Dạ, rút lưỡi và đẩy hơi, shout. Shout. À, hơi đâu, hơi đâu. Shout. 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 Okay, that's good. À, đấy. Shout. Shout. Okay, I shout in South. I shout in South Korea. Rồi. I shout in South Korea. Yo, please. I shout in South Korea. À, hai chữ bị sờ nặng hết rồi. Again. Sờ nặng và sờ nhẹ, sóng thờ. I shout in South Korea. That's good. À, nhanh hơn một chút. I shout in South Korea. Rồi. Bị chữ sao tiếp theo cũng bị thành sao nữa rồi. Again, again. Shout. Shout. I shout. Shout. In. I shout. South. 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 South Korea. South. Thờ giống với cỡ. South. 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 South Korea. South Korea. No, not a ker. Korea. Korea. Yeah, Korea. Okay. Korea. Oh, he in South Korea. Is he in school there? Yes. He says. So yeah, lưỡi so. L lên đây nè. So rồi cho nó chị. So university. À, study university. This semester. Yeah, sir. Semester. That's right. And rồi cong lưỡi lên. Semester. Semester. Right. Semester. Okay, that's good. Yeah. Rồi. All right. And here we go. Mình sẽ sắp xếp ha. Câu đầu tiên mình sẽ bắt đầu bằng gì? Câu đầu tiên là Chris nói là cái gì nhỉ? Where the sun come from? Câu đầu
Chris. Mình giới thiệu người khác thì mình sẽ nói là Chris nó là everyone call me. Phải không? Everyone calls me rồi vậy thôi hả? No, mình giới thiệu giống như mình giới thiệu A cho B á, thì mình sẽ nói gì? Đây là yeah. In the this is my friend. That's right. This is. Nói luôn ha. This is. This is my friend. Okay. Rồi. Câu tiếp theo chị. Câu tiếp theo. Giới thiệu tiếp luôn á. Giới thiệu tiếp à. We are in the same English class. Okay. Right. Hi Lucy, I'm Chris. But I'm Christopher Sean. Everyone calls me Chris. Yes. Rồi. Chữ này đọc sao chị? Chị nhìn theo phiên âm thì chị thấy nó đọc sao? Calls. Yeah, calls. Call. Calls. Right. Nên sẽ calls. Right. Call xong bên lưỡi lên đây calls. 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 Right. Right. Ok, mình ấy mình nice to meet you. Right. Nice to meet you, Chris. What's your last name again? Yeah. It's Olsen. Yes. Olsen. Right. Olsen. Next. Hỏi gì? Lại là một câu hỏi. And where are you from, Chris? Yes. Trả lời là here the United States. Okay. Rồi bổ sung thêm thông tin. Originally from Los Angeles. Yeah, Los Angeles. Los Angeles. Yeah. Los Angeles. Hey. Los Angeles. Los Angeles. Phải là xong hay lệch? Los Angeles. Los Angeles. À không, cái nào mà thấy e thì cứ đọc e đi chị ha. Los Angeles. Los Angeles. Chị thấy là xin los. Los Angeles. Los Angeles. Hả? Los Angeles. Lỡ thế là chị. Los Angeles. Los. Hả? Này là ES nè. À, chị thấy ES sẽ thành S. Mà ET thì thành S. À, khỏi cần nhìn phiên âm. Los Angeles. Los Angeles. Nhớ sợ nha chị. Los. Los Angeles. Okay. Next. Central. Wow. Wow. How to lie Los Angeles. À, how do you like? Nghĩa là sao chị? To like. How là như thế nào? How to like là bạn thích Los Angeles như ra sao? À, là thích không á? Yeah, bạn thích Los Angeles. Yeah, I love it. It's my favorite city. Con này là favorite là? Favorite là thành phố gì nhỉ? What's your favorite food? Thì mình hỏi câu đó nghĩa là gì? Yeah.
thú vị. Thức ăn yêu thích. À, thành phố yêu thích. Rồi, câu này ok Miss Sanchez. À, bắt đầu một cuộc khảo sát thì mình sẽ bắt đầu bằng câu gì? Let me just check this information. Yes. Let me ha, let không s nha. Let me. Hãy để tôi. Let me check this information. Check this. Không nói được chị. Chừng nào nó y tế ít á mấy kịch nha còn. Never let me go. Let me go là gì chị? Let me go là đi cùng tôi. À, để tôi đi. Để tôi đi. Yeah, let me go. Đấy, để tôi đi. Rồi. Let me just check this information. Để tôi kiểm tra cái thông tin này cái. À. Rồi, câu tiếp theo là gì chị? Is your first name spell I-S-A-B-E-L? Yes. Và trả lời là? My first name is Isabel. Okay. Câu tiếp theo. It's spelled. Right. Okay, Tang, and you're from Argentina. Yeah, nhấn ở đâu ấy chị? Argentina. Argentina. No. Argentina. Yeah, right. Argentina. Câu hỏi ha. Are you from? And you're from Argentina, right? Yeah. No. I'm not from Argentina. I'm from Mexico. Yeah, Mexico. Hoặc là Mexico gì cũng được. Next. Oh, sorry, Mexico. Câu hỏi tiếp theo. Mexico. Câu hỏi tiếp theo là you are studying English. Không thể nào. Nhưng bạn học tiếng Anh à? But you are studying English. Sau đó thì cô ấy trả lời là business. Okay, got it, huh? Không, gọi là actually I'm a business student. Yeah, okay. Business. Huh. Business. Actually là gì chị? Actually là. Huh? Actually. Là thật ra là nha. Ra là. Yeah. Got it. Nghĩa là hiểu rồi. I got it. You get it? I got it. Tôi hiểu rồi. Right. I don't get it. Nghĩa là gì chị? I don't get it là tôi không hiểu. À, yeah, I got it. Tôi hiểu rồi. You got it. Bạn hiểu rồi đó. Hoặc là nó, you got it nó nhiều nghĩa lắm. Next. Đầu tiên hỏi gì cái yes I am? Đầu tiên hỏi là không phải. Are you Lee Jong Kim? Yeah. Và anh ấy trả lời là cô này trả lời là yes I am. Yes I am. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là is your brother Minho Kim? Câu cuối cùng. Câu cuối cùng là tell me is Minho still here? Senior, are there
Từ này đọc là the, you, the, adverb, university. Rồi, city. Nhìn phương âm nè, chị nhìn ha. You, na, you, na, you never, verse, university. Study. University. University. That's great. Okay. Next. Next. Nó là no, he knows. Để xem nhé, từ này là is he still still here? Is Minho still here at the university? Thì trả lời là no, he not. He at home. He's at home in South Korea. South Korea. Okay. Xong đó là he's in South Korea. Is he in school there? He's in South Korea. Câu hỏi ha. He's in South Korea. He's in South Korea. Yes. Okay. Is he in school there? School there. No, not school, but school. 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 There. Huh? That's it. There. Rồi, câu cuối ha. Yeah. He's at Seoul. He's at Seoul. You? University. À, university. University. Yes. Trong Mỹ này mình phải đổi ha. University. University. À. Rồi. Thank you. That's it. Có gì mình về nhà làm mấy cái bài tập này nha chị. Còn bây giờ mình sẽ đến với cái bài đọc. Ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đọc nè. Cái nói chung là bài này nó cũng hơi phức tạp. Nó phức tạp ở mấy cái từ vựng á chị. Thí dụ như chị có là popular ha, probably. Đấy. Probably. Probably. Yes, probably là có lẽ ha. Nằm ở đây nè. Nó cao nhất trong cái đám này, maybe với perhaps thấp hơn nó. Nha. Yeah, probably là hẳn vậy á. Probably. And all right. Bài này nó hơi dài nha. Chị có muốn đọc không hay để về nhà đọc? Để mình tự đọc xong buổi sau đọc cùng cô lại. Dạ. Yeah. Rồi. Yeah. Cảm giác nhức cái hàm. Cảm giác nhìn thấy chóng các bạn hoa cả mắt. Excuse me. Gaga, Lady Gaga, is Gaga your first name or your last name? Câu này nghĩa là sao chị? Xin lỗi Lady Gaga. Gaga thì là tên hay là họ của bạn? Rồi, okay. So, câu hỏi của chị nha. What's your first name? What's your first name? Thì là my first name is my first là tên phía trước, nó là tên đúng không? Vậy là my first name is Hương. Yeah, ngắn gọn thôi, it's Hương. Okay. Rồi. Yeah. All right, what's your last name? What's your last name là is Đoàn. Okay. What city are you from? I'm from Hà Nội city. When's your birthday? When were you born? Birthday, yeah, hoặc là is trả lời cái câu này là it's on, it's on, it's on. It's on
It's on twenty-three, không phải ngày 23 trong 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 cái ngày tháng, như không phải đọc Dạ, thì số thứ tự. First, second, third đó chị. secondary, không À, phải. no, no, no. 23, số 3 đó phải là số thứ tự. Thì là gì? 23, 23rd thì là 21st. 23rd. À, 23rd. À, nhưng mà tháng trước hay ngày trước chị? Nhìn vô đây thử. Sixth. Tháng trước hay ngày trước? Tháng trước. Tháng 6 hả chị? Tháng 6 là gì? Tháng sáu July là month hay là May? June. À hả, rồi June. À hay chứ. Em nói lộn. Em hỏi tại cái ông dính giấy vậy tới tháng 6 mà. Ê, June nè. June. Yeah, June. June. Right. And what's your favorite color? What's your favorite color? Cái màu sắc yêu thích của mình là gì? It's green. It's green. What are your hobbies? I like. The hobbies the hobbies Obviously, things you like doing when you have free time. bạn thích làm gì? À, sở thích. Của bạn là gì? Yes. My hobby is singing. Okay, I like singing. I love Chứ mình không cần phải nói là my hobbies are. singing. Là còn nếu mà số ít thì I like singing thế thôi. I like singing, dancing, writing, doing yoga, for example. Alright. So, in your family, who has an interesting first name? In your family, who interesting Who first has an name? interesting first name? Who has an ai là người có cái tên interesting là thú vị Yes. hay, ai là người có cái tên hay, Gì? who là người có tên đó là, vậy thì sẽ Đó là ba tôi, chồng tôi, em tôi, kiểu gì đó. là sẽ nói là Daddy, my Okay. What does his name mean? What does his name mean? Mean, what does his name mean? What is? của anh nghĩa là học giỏi thì nói như là what À. does name mean. Yeah. Tên có ảnh nghĩa gì? Nghĩa là gì? It It means học giỏi ha. means Study không như well. nào, bởi vì Studying where? từ Studying well. Studying well. tiếng Học vậy giỏi thì hả? thì thế thì lấy tên của bạn khác đi, nghĩa là sức khỏe, healthy, Health, health. Là mạnh đó health. đúng không? Health. Yeah, bạn bạn tên là Khang nên Khang. nó sẽ là Khang hả? Còn bạn kia, cái bạn học giỏi là học giỏi hả? khoa Khoa. Khoa hả chị? khoa ý là học hành nhỉ, Khoa. Ok. tại vì là nó ghép, nó phải ghép là nó phải ghép cả tên phụ nữa, nó phải À. ghép cả name nữa thì Yeah. mới ra. Em tưởng tên Sáng hay tên Minh gì chứ. À. Nhà mình là đều Minh hết À, nhiều quá rồi nên thôi. nên là nó phải ghép hai chữ đấy nó mới Yeah. ra. Right. And who has a common last name? Common này là chung hoặc là phổ biến nha. Nếu mà nó phổ biến thì nó sẽ bằng với popular. Last là đó có phải là một họ phổ biến không? Yeah. Nó thế thì mình trả lời là nó là một trong 10 họ phổ biến. It's một trong Phổ biến nhất. One of one them. of
Một trong 10 họ phổ biến nhất. One of the most. One of the ten most common last name. Yeah, 10 most common last name ở đâu chị? In the US hả? In Vietnam. That's right. Okay. It's one of the most common. One of the 10 most common last names. One of the 10 most common surnames. Next. Okay. Who in your relative? Relative. Relative. To meet your relatives. Who in your relatives is not from a big city? Big city. Đó là who là ai? Who in your relative is not from a big city? Relative. Đây, common name nè. Most common names for boy nè. Huh? Đấy. A boys for girl nè. Đấy. James Johnson, Paddy, vân vân mày mày. Rồi. And relative. Họ hàng. Who in your relative is not from a big city? Đấy, đây là relative nè. Đấy. The relatives nè, họ hàng. Who? Ai là who? Mình đã không who. Câu trả lời là không. Mình không biết trả lời như nào nhỉ? Ai trong thì mình thấy nói là daddy, đó là đó là em tôi, chị tôi, gì đó. Cháu tôi, em họ tôi. Cousin, nephew, niece. Đấy. Cousin là anh chị em họ, sibling là anh chị em ruột. Nhưng mà như mình thì trả lời thì mình sẽ that is, hoặc là nếu mà nhiều quá thì they are. They are. Tại mình vẫn chưa nghe được rõ cái câu hỏi who, là who in your family is not from who in your relatives is not from a big city. Ai trong số những họ hàng của bạn không phải không ở thành phố lớn, không phải đến từ thành phố lớn. Who ai trong số họ hàng của bạn không phải đến từ thành phố lớn? Right. Trong mình không đến từ thành phố lớn. It's me, huh? It's me. It's me, it's me. Okay. All right, who has the next birthday? Who has the next birthday? Ai là người có sinh nhật đầu tiên? The next. Next. Tiếp theo. Yeah, yeah. Ai là người có sinh nhật tiếp theo? Who has the next birthday? My daughter. Your daughter. Okay. When's her birthday? June 2nd. June 2nd. Oh, it's the same month as you. Thế, do you celebrate the same time? Will you celebrate your birthdays the same time? Will you celebrate your birthdays at the same day? On the same day? Celebrate your birthdays on the same day. Bạn sẽ tổ chức ngày, bạn sẽ kỷ niệm cái ngày sinh nhật cùng nhau
sẽ cùng ngày bạn sẽ có ngày sinh nhật. Bạn you we you là chị có tính tổ chức sinh nhật chung không? Yes, yes, it is. No, yes, I am. À, hỉ dò, hỏi bằng gì? Yes, I will. Yes, you ở đây là hỏi mấy you, mấy người đây? Hai người. À, nhìn vô birthday nè, nên yes, we will. We will. Yes, will hay will chị? We will. We will. 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 We will. We will. Okay. And all right. Next, let me see. Who likes black or white? Who like? I thích đen hoặc trắng. My husband. My husband like hay là likes chị? Likes. Yes. Likes. My husband likes. Black or white, you see? Thể khẳng định. Đây, hiện tại đơn là he, she. Rồi. And who has an interesting hobby? Who has an interesting cái hobby là ai có sở thích đặc biệt không? Thú gì? Interesting. Thú gì? My daughter is hay là my daughter has hay là my daughter does has. No, my daughter does. Thế thì trả lời hiện tại vì cô đấy vẫn đang thích, cô đấy vẫn đang. Yeah, vẫn thì đang... who has là hiện tại đơn đó. Thì trả lời là my daughter does. My daughter does. Yeah. Interesting hobby. À không. Chấm hết. My daughter does là chấm hết rồi đó. Tại vì nó có nghĩa là con gái tôi có sở thích thú gì. Nó đại diện luôn cho has an interesting hobby. Who has an interesting hobby? My daughter does. Does. Lộn. Đã lưỡi lộn. My daughter does. Con gái tôi á. Đấy. Giống như người ta hỏi will you marry me? Cái mình I do đó. Mình đâu cần phải nhắc lại là I will marry you đâu. Chỉ câu đó nó đặc biệt thôi nha. Ha. Do you love me? Thì I do. Đấy. Thì cái này cũng tương tự vậy thôi. Nguyên cụm này mình thay thế bằng một chữ. Does. 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 Yeah. Rồi. And chị còn nhớ gì về mấy cái họ hàng thân thiết út thích này không? Thí dụ như là anh em họ là gì? Chị nhìn anh vô cái họ... này thử. Anh em họ là con của chú bác hay cô chú á? Cô này. Uncle, aunt hay cousin? Uncle, aunt. À, father, mother của mình là anh chị em của father, mother mình là uncle và aunt. Mấy người đó đẻ ra children mình sẽ là cousin. Vậy cousin là gì? Cousin là anh chị em họ. Rồi. And brother, rồi xong brother mình có sister-in-law. Vậy sister-in-law là gì của mình? Sister-in-law là... See, brother's wife, so she's your sister-in-law. Oh, em chị em dâu. Yes, right. Law là luật, ha. So, that's it. Brother-in-law là... Brother-in-law là anh rể. Yes. Anh em. Nếu mà hỏi chung là they're my in-laws. No, they're my in-laws. Okay. There này nó bị trùng âm với cái chữ there này. They're my in-laws. Okay, my in-laws. Họ là gia đình chồng ha. Bên là cái gì đó của chồng tôi á. Của chồng của vợ tôi á. Có thể là cha mẹ chồng hoặc là anh chị em chồng. Đấy, cứ sĩ vô. They're my in-laws. Là viết của chồng của vợ. Ok, rồi thế mình có cháu gái của mình là gì? Cháu gái là cái từ để đọc là gì? Niece. Niece. Yeah, niece. Rồi, cháu trai. Nephew. Yeah, nephew, giống Neptune đó. Nephew. Nephew. Okay, that's it. Cousin's wife.
Rồi, ông bà nội là gì chị? Ông bà nội là grandfather, grandmother. Yes, grandfather, grandmother, gọi chung là grandparents. Nhưng mà không biết sao great uncle lại gọi là ông anh của ba mình lại là ông nội đúng không? Anh của ba, không ông bác. Anh của ba mình là bác. Đúng không? À, anh của ông bà nội mình thì gọi là ông cụ. Bác. Không biết không gọi hiểu. Sao. Anh của ông nội mình thì gọi là ông nội thứ hả? Đúng không? Không hiểu gọi như nào. À, gọi là ông nội thứ hoặc là bà nội thứ. Thì chắc là vậy rồi. Rồi. Bên này người ta gọi là great uncle. Mình thì gọi là ông bác đấy. Ông bác tức là anh trai của ông nội ấy. Và ông chú là anh là em trai của ông nội. Chắc cái này là kiểu đúng rồi đó. Cái này nó gọi là ông bác nè. Đây là bà bác nè. Bà gì ấy. À là thế. Xưa giờ cứ dạ đây là anh của bà nội em. And all right, are you even two in North America? Đây, okay, này để em đọc cho nhanh ha. In North America, people go to conferences to learn more about their work, their hobbies, and other interests. At conferences, people usually don't know each other. And their name tags, they wear name tags to make it easier to meet each other and to help them remember new names. People at the conferences usually use each other's first names. Where do people wear name tags in your country? When people meet new people at places like conferences, do they use first names or titles with last name? Right, okay. So, bây giờ mình sẽ nói về name tags ha. Name tag là gì chị? Name tag là thẻ tên. Dạ, hoặc là nó còn gọi là badge ha, name badge. Okay. Name badge. Badge này nó có nghĩa huy hiệu nhưng mà vô đây thành thẻ tên. Rồi cũng bằng cái name tag luôn á. And so participant là cái người tham gia nè. Tại vì mình có participate á là động từ là tham gia. Nó sẽ bằng gì á chị? Động từ tham gia còn gì nữa không? Tham gia là enjoy. À, join. Join. Yeah, participate. Và take part in. Yeah, attend. Right. Next, mình có participant introduce là may I introduce myself, my name is introduce là đối tác no khách. I will introduce myself, my name is I'm from there are 3-4 people in my family. Đó là chị đang introduce đó thì chị đang làm gì á? My name is I am from. Tôi đang làm gì? Đang giới thiệu. Rồi, hình đầu tiên là participant, người tham gia. Hình thứ hai là hai là trong mấy cái đó. Cái này là clerk. Name tag. Yeah. Đây. Tag. Okay. Rồi. Hình thứ ba là gì? Thứ ba, cái cô này đang cầm đấy thì mình lại clerk. Clerk. À, cô này là clerk. Clerk là gì ấy chị? Là kiểm soát à? Không. Nhân viên. Office clerk nè, sales clerk nè, sale clerk, nhân viên bán hàng nè,
Tóm lại là nhân viên đấy, giống như kiểu office worker ấy. Nó clerk không là nhân viên. À, rồi mấy người này đang làm gì qua đây trước em? Đang giới thiệu. Yeah. Intro. Đọc là introduce. 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 Okay, that's good. Rồi, tới đó thôi, bữa sau mình sẽ học tiếp nha chị. Thank you. Em sẽ gửi tài liệu cho chị nha. À. Rồi, bye bye chị. Bye bye cô. Yeah.